了这个台风，台风不是在玉溪登陆吗？你看，哦，它水来了，tài xế dùng xe buýt chặn dòng lũ, cứu cụ ông suýt bị cuốn trôi. Theo truyền thông địa phương, cơn bão Doksuri gây mưa lớn, đổ bộ vào thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngày 28 tháng 7, nước trên đường dâng cao, một cụ ông bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết như thác. Phát hiện cụ ông gặp nạn, Giang Lây, một tài xế xe buýt đi ngang qua, đã dừng xe để ngăn dòng nước lũ. Sau đó, bất chấp mưa lớn, anh lao xuống dòng nước để cứu người. Khi Giang định giúp cụ ông đứng dậy, các biển quảng cáo và thùng rác trôi tới, đè lên người ông. Giang muốn di chuyển các biển quảng cáo, nhưng dòng nước quá mạnh khiến anh bất lực. Lúc này, một người dân chạy đến, cùng tài xế nâng phần thân trên của cụ ông khỏi mặt nước. Một số người khác lao xuống, cùng di chuyển tấm biển quảng cáo. Giang bị hất ngã trong dòng nước xiết, phải bám chặt vào biển quảng cáo để không bị cuốn trôi. Toàn thân ướt sũng, anh thậm chí đã uống vài ngụm nước và còn bị sặc. Trong cơn mưa lớn, 5 người cùng di rời biển quảng cáo và thùng rác, một người khác đội mũ bảo hiểm khiêng cụ ông đến nơi an toàn. Chỉ mất 1 phút, 6 người giải cứu nạn nhân khỏi vũng nước đọng và kéo chiếc xe điện của ông vào lề đường. Hành động của Giang và những người dân được cư dân mạng và truyền thông địa phương khen ngợi là những người hùng. Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh đường phố biến thành sông, nước lũ cuốn trôi hàng loạt phương tiện ô tô, xe máy, bao gồm cả xe tải hạng nặng. Cụ thể, trận lũ xảy ra vào ngày 29 tháng 6 tại quận Shaanxi, tỉnh Hồ Nam. Những trận mưa kéo dài đã gây ra lũ lụt, biến những con phố thành dòng sông chảy xiết, cuốn trôi hàng loạt phương tiện. Đoạn video được người dân ghi lại cho thấy nước lũ dâng cao hàng mét, nhiều thân cây nổi trên mặt nước, hàng loạt phương tiện cũng trôi theo dòng nước lũ. Chứng kiến sự việc, người dân đã vô cùng hoang mang. Theo truyền thông địa phương, thời tiết khắc nghiệt hoành hành khắp Trung Quốc đã khiến một người chết và hai người bị lũ cuốn trôi. Kể từ ngày 30 tháng 6, lực lượng cứu hộ tại nhiều khu vực tại Trung Quốc đã di chuyển người và gia súc đến nơi an toàn, tránh lũ lụt, sạt lở đất. Dự báo thời tiết quốc gia này cảnh báo, thời tiết đối lưu mạnh thường dẫn đến dông bão, lũ lụt gây thiệt hại kinh tế khoảng 575 triệu nhân dân tệ, tương đương 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 95.000 người và gần 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng.